Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một con máy giặt của Panasonic các bạn, Inverter nhé. Đây này, thương hiệu của Nhật. Các bạn thấy không ạ? Dây dợ nó thì như một nắm, như một cái nắm giác luôn, như một cái nắm đàng hoàng giác này. Đấy, động cơ này nhìn rất là hầm hố đúng không? Dây dợ năng hoàng cả. Cái này thì mình nhận của một thợ các bạn, nhận của thợ. Đấy, mình nhận về thì coi như là con này của mình là không lên gì nha các bạn nhé, không lên gì. Mình kiểm tra qua thì nổ bay con này này, bay con này. Đấy, con tụ dưới này cũng nổ bay này, đây con này nổ bay luôn này. Đấy, sau mình đặt lại mặt sau này mình thấy này. Các bạn theo nổ này, máy in này, nổ bằng sạch luôn này, những cái linh kiện nổ này. Mình đã tiến hành mình câu lại hết rồi, câu lại đây này, những vết nổ này mình câu lại hết rồi này, câu lại hết rồi, câu lại hết rồi thì vẫn không lên gì. Và mình phát hiện ra là mất cái nguồn 5V các bạn, mất nguồn 5V đây ở IC nhớ này. Và mình đã xử lý ra nguồn 5V rồi. Nó mất nguồn 5V cho chiếc IC này. Ra nguồn 5V xong thì mình lại gặp một cái bệnh, đó là bật phát lên đèn trên này sáng hết luôn này. Mình xác định là chết con vi xử lý ở trên này. Trên này. Đấy. Và nguyên nhân mà gây ra nó chết nặng như thế này các bạn ạ, thì là do thợ nha các bạn nhé. Do thợ hay là chủ nhà thì mình không biết. Bởi vì cái này thì mình nhận lại là của thợ này. Thợ thì lại nhận lại của chủ nhà. Nghe chủ nhà bảo là bỏ ra đấu lại dây. Đây các bạn nhìn này. Đây này, dây đấu lại này. Đấu lại này. Đấy, đấu lại này. Mình đã tiến hành mình bỏ ra, mình đấu lại rất nhiều vết mà cho thợ trước đấu sai các bạn, đấu sai dây. Có thể là không phải thợ mà có thể là chính chủ nhà đang đấu lại nha các bạn nha. Thì đấu lại sai dây thì bắt đầu là nó gây ra hiện tượng là xông điện lên và chết một loạt hết như thế này. Đấy. Và mình tiến hành kiểm tra thì hiện giờ mình đã xử lý tất cả những cái vết đấu sai dây các thứ vân vân rồi. Thì bây giờ nó đang là nổ tung tóe hết thế này nha các bạn nhé. Nổ tung thế này và bây giờ phải thay vị nha các bạn nhé. Bởi vì xử lý chết rồi. Bây giờ mà đợi để kiếm vị xử lý thì gần như là rất là hiếm. Và có hay chăng nữa thì nó cũng phải đợi rất là lâu. Bắt buộc phải thay vị. Cái này là mình nhận lại của một thợ. Và đương nhiên là cái trường hợp thay vị như này mình sẽ không nhận được một đồng nào tiền công các bạn. Không nhận được một đồng nào tiền công trong này nhé. Đấy. Đôi khi kỹ thuật nó là như vậy. Mất rất nhiều việc, rất nhiều công các bạn nhìn này. Mình có thể cắt kia các thứ này, đào sới này, để tìm ra linh kiện chết này. Đấy. Nối mạch miếc các thứ chẳng nhẽ bây giờ lại ngồi tháo ra thì nó không ra gì đúng không? Gần như là những con linh kiện mình thay vào rồi là mình sẽ không nhúc nhắc ra nữa nha. Những con nào chết rồi mình tìm một con chết mình sẽ không nhấc chân nữa các bạn. Thế thành ra là cái nghề kỹ thuật này đôi khi là nó là công này chính. Nhưng hôm trước mình có làm cái bài về liên quan đến kỹ thuật mình hướng dẫn chia sẻ các bạn ấy. Cũng có nhiều bạn vào phản biện lại. Nhìn đấy, các bạn nhìn thấy đấy. Có nhiều bệnh thì làm khi 5 phút là xong. Cũng có những cái bệnh mà mình làm một khi là hàng giờ đồng hồ, 2 giờ đồng hồ, cuối cùng là không được nhìn nào. Thì đây nó chính là cái nghề kỹ thuật của mình, nó đặc thù là như vậy. Đấy. Qua cái bài này mình muốn nói các bạn luôn là cái nào mà các bạn có thể nhắm ăn được thì các bạn làm. Cái nào mà cảm thấy nó sương quá hoặc là nó phức tạp quá thì nên đưa cho những người có chuyên môn làm nhé. Để tránh trường hợp là chết nặng lên như thế này. Đấy. Mà nhiều khi là không làm được nó thành ra đánh làm chết nặng hơn, chết hỏng hơn rất là nhiều. Đấy.
Nhiều cái tưởng chừng là rất đơn giản, các bạn đọc có đâu mấy cái dây thôi mà bây giờ phải thay mất mấy triệu bạc, nó không đáng. Tất cả những cái dây này, những dây này bác cái đấu là ngoằng, đấu sai là ngoằng cả. Mình nghĩ là thợ chắc là không thể đấu sai nhiều thế đâu. Đây chỉ có thể là các bác ấy, gia đình nhà chủ tự tự bỏ ra tháo ra để mà nối vào thôi. Đấy, đôi khi bảo là dễ ăn như thế thì thợ làm sao mà lấy công cao như vậy? Nó liên quan đến kỹ thuật các bạn. Có khi là thợ bọn tôi là những cái mạch như này, nó đứt dây này, bọn tôi nối lại nó chỉ mất tầm khoảng độ 150 đến 200, 300 là căng. Nhưng mà bây giờ thì các bạn có thể là phải mua lại các cái bo này, ba bo này, nếu mà bây giờ chết cả ba bo, thay ba bo này nó phải rơi vào tầm khoảng độ 3 đến 4 triệu nha các bạn nhé. Thế rồi, bài mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng là ngày mai các bạn tự lôi đồ của nhà ra thì các bạn phải nghiên cứu kỹ rồi các bạn hẵng làm nhé. Cái nào mà cảm thấy mà không có đồ thì các bạn không nên làm. Bởi vì khi các bạn không có đồ làm ấy, nó sẽ nhầy nhụa ra, chưa chắc đã được mà nó nát hết mạch ra. Đấy, các bạn thấy tiếc không? Bây giờ chết mất, trước tiên là cái mạch trên, mặt trên này chết rồi này. Mặt dưới này cũng chết này. Đấy, còn cái bo công suất này không biết có chết không, bởi vì các bạn đấu sai. Sai là ngoằng à. Rồi, chúc các bạn là làm thành công. Và những cái nào mà cảm thấy mà không làm được hoặc là phân vân thì các bạn nên gửi đi cho những người làm chuyên làm nhé. Tránh trường hợp mà gây ra chết như cái con này.